cư cho thuê được giá. Theo dữ liệu từ bất động sản, com, Việt Nam 49% các nhà môi giới đánh giá chung cư bán cho thuê là loại hình bất động sản tiềm năng nhất năm 2023. Mới đây, ghi nhận tại một số dự án căn hộ trên địa bàn thành phố, Hồ Chí Minh như Akari City đường Võ Văn Kiệt, Quy, Bình Tân, thành phố, Hồ Chí Minh, cụm Flora Mizuki Bình Chánh, thành phố, Hồ Chí Minh tình hình cho thuê căn hộ khá tốt với mức giá thuê từ 8 đến 14 triệu đồng trên tháng đối với các căn diện tích từ 56 đến 80 mét vuông đang có nhiều người hỏi thuê. Đặc biệt, khu căn hộ mới bàn giao nhận được sự quan tâm thuê nhiều hơn các cụm đã bàn giao lâu. Tương tự, khu căn hộ Phú Đông Premier Dĩ An, Bình Dương bàn giao năm 2020 hiện có giá cho thuê 11 triệu đồng căn thắng đầy đủ nội thất và gần như không còn nhiều sản phẩm để thuê. Theo phòng kinh doanh đơn vị này, thời gian gần đây nhu cầu hỏi thuê căn hộ tăng lên rõ nét. Giá thuê hiện tại cao hơn khoảng 10% so với năm trước, khách ở thực ưu tiên tìm kiếm các căn hộ gần trung tâm, dễ di chuyển đi lại. Tại dự án căn hộ Fiato City Nhân Trạch, Đồng Nai đang giới thiệu ra thị trường, hiện tiếp nhận lượng khách hàng hỏi mua để đầu tư cho thuê hoặc tích sản khá lớn, trong khi giai đoạn trước những dự án trong khu vực chủ yếu là đầu tư mua đi bán lại hoặc lướt sóng. Ghi nhận cho thấy, nhiều dự án căn hộ cao cấp cho thuê tại quận 1, Bình Thạnh, quận 4 và quận 2 cũ đều điều chỉnh giá thuê từ cuối năm 2022. Cụ thể, các căn hộ cho thuê tại quận Bình Thạnh như Vinhome Central Park, Sunwa Pearl, City Garden, Sài Gòn Pearl có giá thuê khoảng 17 đến 30 triệu đồng trên mét vuông căn 1 đến 3 phòng ngủ. Với các chung cư cao cấp cho thuê tại quận 4 như The Cheshire, Riva Park, The Gold View có giá thuê từ 16 đến 40 triệu đồng trên tháng. Cùng với đó, một số dự án trung cấp cũng tăng giá thuê. Các căn hộ chào thuê tại thành phố, thủ đức như DZUSSO, Prisia, Santana, Sun Avenue. Thời điểm tháng 3 năm 2022 có giá thuê từ 7 đến 15 triệu đồng trên tháng thì hiện nay đã điều chỉnh lên mức thấp nhất từ 8,58 triệu đồng trên tháng. Một số dự án bình dân giá thuê từ 5 đến 8 triệu đồng trên tháng cũng đã điều chỉnh tăng lên mức giá 6,5 triệu đồng trên tháng cho các căn hộ diện tích 48 60 mét vuông. Thanh khoản thị trường bất động sản đang yếu, giá nhà cao và lãi suất cho vay mua nhà tăng khiến không ít người dân phải chuyển hướng sang thuê nhà. Nhiều nhà đầu tư cũng chuyển sang đầu tư căn hộ cho thuê nhu cầu cao kéo theo giá cho thuê căn hộ chung cư có xu hướng tăng lên. Theo dữ liệu từ bất động sản, com, Việt Nam 49% các nhà môi giới đánh giá chung cư bán cho thuê là loại hình bất động sản tiềm năng nhất năm 2023. Trong tháng đầu năm 2023, giá thuê trung bình của căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022, hiện mức giá cho thuê trung bình khoảng 13 triệu đồng trên tháng. Trong đó, căn hộ 2 phòng ngủ được chú ý nhờ đáp ứng tệp khách hàng đa dạng từ hộ gia đình tới người độc thân có thu nhập tốt, chuyên gia nước ngoài, quản lý doanh nghiệp. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Bất Động Sản, COM, Việt Nam khu vực miền Nam, nguyên nhân khiến giá thuê chung cư tăng là do nhiều khách hàng chưa đủ tiền mua nhà nên sẽ đi thuê hoặc một số nhóm đi thuê rồi cho thuê lại để phục vụ du lịch trong nước. Ngoài ra, một số đơn vị thu gọn mô hình làm việc trong năm 2022, đến năm 2023 thì quay lại thị trường, thuê những mặt bằng diện tích nhỏ 50 đến 70 m2 ở các khu trung tâm để làm việc. Mặt khác, xu hướng đô thị hóa ngày càng cao dẫn đến nhu cầu thuê căn hộ chung cư cũng gia tăng, thị trường cho thuê sôi động hơn thời điểm trước. Đà tăng giá thuê bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Trong hai năm qua, thành phố Hồ Chí Minh có rất ít dự án mới triển khai khiến áp lực nguồn cung giảm đi. Việc nhóm khách thuê quốc tế quay trở lại sẽ làm gia tăng nhu cầu thuê cho dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, dịch vụ. Với dòng sản phẩm căn hộ giá thuê vừa tầm từ 7 đến 14 triệu đồng trên tháng chủ yếu đáp ứng nhu cầu của dân văn phòng, gia đình trẻ. Họ là những người có tích lũy ban đầu khiêm tốn, tìm kiếm căn hộ thuê chờ thời gian để có thể mua được trốn an cư. Nhu cầu ở thực này đã kích thích các dự án căn hộ mới bàn giao ở khu ven thành phố Hồ Chí Minh, dễ kết nối vào trung tâm, tăng nhiệt ở giai đoạn này. Dữ liệu từ bất động sản, com Việt Nam cũng chỉ ra lợi suất cho thuê chung cư ở Hà Nội và thành phố. Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2023 lần lượt là 4,9% và 4,4% năm, chưa tính đến lợi nhuận nếu giá nhà tăng. Mức lợi suất này tuy đã cao hơn năm 2021 và 2022 nhưng vẫn thấp hơn mức trước dịch COVID. Cụ thể, năm 2019, lợi suất cho thuê chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 6% năm.